Hi, xin chào bạn, mình là Lia. Hôm nay mình sẽ chơi ngôi nhà ma nha các bạn. Rồi. Nó sắp hết giờ luôn rồi, chúng ta vô lẹ mới được. Nó trời mà nó sáng lên như vậy là tôi không có được chơi á. Đây là bạn có muốn vào không? Rồi vào chứ. Chơi cái gì ta, cái này là trò chơi thay ma. Đúng rồi, trò chơi thay ma bạn. Tôi chơi ngay cái lúc mà cuối cùng được chơi luôn. Ơi, chúng ta đã được qua lê ngôi nhà mới, tôi chưa bao giờ được chơi cái căn phòng này hết á. Hồi trước có mọi người tôi tưởng là bữa tối ở ngoài đời thật thì mới được chơi á mọi người, ai dè là không phải. Mà tôi thấy cái game này đó. Trời ơi, sắp chết đó. Dạy hết giờ. Thôi, cái game này tôi tưởng là ở ngoài đời là em tôi nó nói vậy. À, em tôi nó nói là buổi tối là mới được chơi. Thì ta tôi tưởng là nó yên, nó đỏ lên là zombie đó gần mình á. Ủa trời, để con zombie nó để ý mình á. Đứng yên. Ủa cái dấu này là gì vậy? Dấu này nè là thay đổi, mình có thể biến thành đồ vật khác. Đồ vật khác hả? Ừ, cái nút mà quay tròn. Ghê hả? Ủa sao có màu đỏ kia ghê vậy? Cái gì đỏ là gì? Cái màu đỏ này là đầu lâu hả? Là những bạn của bạn sắp chết đó. Nhưng mà ai chết đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà mình chết gì vậy? Có nhiều khi á, có nhiều người chết đầu tiên á, người ta được, người ta cũng thắng á. Nhưng gì kỳ vậy? Người ta chết đầu tiên người ta thắng á. Có nhiều khi á thì mình sống lại. Ê, zombie đó gần mình. Đó, đừng có di chuyển nha. Di chuyển, zombie nó bắt mình á. Zombie đánh gần mình. Giết quá. Ồ, zombie rồi mọi người. Ôi, zombie. Sợ quá. Rồi, đừng có bắt ta nha. Đừng có bắt nó. Sợ quá rồi. Đi sợ luôn. Ê, mà mọi người, để lát nữa mình đổi tên nha. Ừ. Mà còn 12 giây cuối à. Ấy. Vậy là mình sắp thắng rồi. Còn 1 phút nữa là mình sẽ thắng. Còn 59 giây cuối nữa còn. Bây giờ 2 giây cuối. 59 giây cuối, 59, 58. Đúng. Ủa cuối tuần 3 con zombie đó gần mình nữa mọi người. Còn 2 người nữa. Đừng có chết nha, đừng có chết mình nữa, mình chết. Mình buồn lắm á mọi người. Zombie gần mình là cái gì? Zombie đang gần mình. Zombie còn muốn bay. Bữa giờ mình chơi chưa có lần nào mình thắng á. Lần này là lần thứ 2 mình chơi á mọi người. Thử hả? Chắc lần này mình thắng rồi mọi người á. Mình không bị lỗi. Còn 30 phút. Đừng có là nha, đừng có cắn mình nha. Đừng cắn. Đừng nha, đừng. 4 giây cuối. Đừng cắn bạn đá nha. Bạn đá là buồn. Dạ, còn 19 giây cuối á mọi người à. Mọi người, mình nghĩ là mình sẽ thắng á mọi người. Tại mình nghĩ là mình không chết được đâu. Có con zombie kìa, còn 10 giây cuối. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, mình thắng rồi. Mình thắng rồi mọi người ơi. Ủa, mình là người sống duy nhất á. Ờ. Vui hơi, mọi người bị lỗi chắc rồi. Mình được thắng rồi. Yeah. Mình là người chiến thắng mà. Nghĩ ăn. Ủa có đang quay không? Đang quay mà. Tôi ơi. Sợ mọi người. Tại vì hồi nãy tôi quay ASMR mọi người. Tôi bị lỗi buồn ghê. Nó mất bị. Ủa mọi người ơi, mình được biểu cảm hả? Ừ, một biểu cảm lắm đi. Ghê ghê quá hả? Rồi. Ok, các bạn nhớ like và subscribe cho mình nhé. Đây là video mình chơi căn nhà thay ma nha mọi người. Thì tạm biệt mọi người. Cái gì vậy?